Chào các bạn nha, hôm nay là ngày 14 tháng 3 thì bên Tuấn đang hướng dẫn hỗ trợ cho học viên của mình hôm nay sẽ thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1 tại sân thi Phổ Quang, quận Tân Bình. Hôm nay là mình sẽ thi buổi trưa. Thì cái ngày đi thi các bạn chú ý là một vài thứ. Thứ nhất là những cái gì mình cần mang theo. Một là căn cước công dân bản gốc, chứng minh nhân dân gốc hoặc là passport gốc. Hai là nếu có bằng lái xe ô tô để được miễn thi lý thuyết thì mình phải mang theo bản gốc luôn. Rồi cái thứ ba là phải mặc quần dài, khẩu trang y tế và một cây viết thực xanh để mình khai biên bản thi. Thì khi vào mình sẽ có một cái thông báo trong cái nhóm của mình là để cho mấy bạn là điểm danh. Sau đó là mình sẽ tập xe có chấm điểm thi thử tại cái sân thi luôn cho mấy bạn quen xe tập trên xe thi sát hạch của trung tâm. Có những bạn chạy yếu đó thì phải tập nè. Rồi sau đó là mình sẽ thi thử lý thuyết ở trên máy tính để cho các bạn biết cái thao tác máy tính và cái giao diện thi như thế nào để mình không bỡ ngỡ khi mình thi tí xíu nữa mình thi nha các bạn. Mỗi bạn những cái buổi như thế này là tất cả đều miễn phí cả, mấy bạn đã đóng tiền một lần và tới bây giờ không có phát sinh bất cứ phí gì nữa nha mọi người. Tăng ga lên tí nha, đừng có để bị mất chớn. Bạn bị mất chớn hoài nó bị nghiêng xe đó. Khi chạy hình số 8 trong cái xa hình thi á, là nó sẽ hai cái dốc lên với hai dốc xuống. Mình chú ý thấy độ dốc của nó tí. Dốc lên thì mình tăng ga chứ đừng có nghiêng sâu quá. Khi mình vô cua mình nghiêng sâu quá nó làm nghiêng chiếc xe luôn thì dễ bị cán bánh sau lắm. Mình quẹo nhưng mà mình vẫn có chớn đều đều là được rồi. Vậy thôi, chỉ cần vậy là ok. Đây nha. Dùng số 3 làm hết bài thi là cái số để ổn định nhất và tốt nhất rồi. Còn mà mấy số khác thì nó không có ổn định bằng. Mình lại nghiêng người trước mới kiểu kéo ga sau. Đó là một cái tư thế sai. Đúng không? Bạn nghiêng người trước và bạn mới kéo ga lên thì nó đã nghiêng chiếc xe trước đó rồi. Nó sẽ không đúng như cái đưa hướng mà mình chạy. Mình phải kéo ga trước rồi mình mới quẹo sau. Đừng có nghiêng quá nha. Nghiêng vừa cái người ra đừng có đổ người nha em, đừng có đổ người nha. Rồi ok, mình chỉ quay clip như vậy. Nói chúc các bạn học viên hôm nay thi ai cũng đậu hết nha, đậu 100% hết nha. Chúc các bạn học viên thi thật là tốt nha. Cố gắng lên nha các bạn. Rồi, tí xíu nữa mà giờ ai yếu lý thuyết thì vô luyện lý thuyết lại nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào muốn đăng ký thi bên mình thì cứ liên hệ với mình nha. Số của mình nằm trên trang hội sở TikTok, các bạn có thể vào xem những cái video bổ ích về lý thuyết, mẹo lý thuyết, mẹo thực hành cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.